Dạ, nói. thì cái dạng dữ liệu ấy có nhiều kiểu, và có làm rất nhiều kiểu. Trong cái phần mềm Runform này thì nó chuyên làm hai cái riêng biệt nhau. Thứ nhất là một phần để xử lý kép, có một phần để xử lý kép và một phần để xử lý dữ liệu, tức là cái polygon, tức là cái đa giác ấy ạ. Thì cái phần xử lý dữ liệu thì nó ngay trình nó cũng không không được tối ưu lắm. Còn phần xử lý kép dựa vào cái đám mây điểm ấy thì nó khá nhanh, nhưng mà cũng tùy một số chi tiết. Cái thằng Graviton này thì nó có cái nhược điểm là nó thấp. Cho nên thật dùng cái Graviton chi tiết nó đơn giản một chút. Ra sẽ phải nhiều phương án để ghép nữa. Còn anh có nghe em nói không? Có nghe mà nghe hơi nhỏ á. Thì đấy. Còn 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 về phần mềm thì đây là giao diện chính của màn hình. Phần này ví dụ mất đi thì mình có thể lúc cái phần mình lôi ra cái này đấy. Đây là cái phần để kiểm tra sai số thì dung sai của dữ liệu test với dữ liệu nhiều điểm. Thao tác cho dữ liệu kép, cái phần kép của mình, tức là cái phần dựng hình ấy. Còn phần mà để chỉnh sửa dữ liệu ấy thì là phần này riêng. Nhưng trong toàn bộ cái phần này là cái phần xử lý dữ liệu điểm. Cách mở của Raviform thì nó có hai cách, nghĩa là open này để dùng để mở cái file Raviform, còn import này để dùng để mở những cái file mà không thuộc cái định dạng của Raviform. Định Raviform nó có cái định dạng là XRN ấy. Đấy, còn những cái định dạng mà không tức là không phải định dạng Raviform hay là định dạng XT hay là các định dạng trung gian hay là định dạng điểm ấy, mình mở bằng cái import này. Thì ví dụ như thế này, đoạn như kiểu này, đây là định dạng ra form này, ở đây là định dạng điểm này. Cái lúc mà quét này, nó quét nó ra cái định dạng, lúc quét thì thường nó ra hai cái định dạng. Thứ nhất là họ để dạng dạng điểm và dạng form, thứ hai là họ đã chuyển sang cái dạng đa giác, tức là dạng polygon cho mình rồi. Đây là cái dạng polygon này, nó sẽ xuất sang được đôi S. Đấy là cái một, ví dụ như thế này. Còn cái lúc mà người ta quét ấy thì có nhiều người người ta sẽ để cái đơn vị mặc định là inch hoặc là mm. Thì khi mà mình thấy ấy, mình làm ấy thì mình phải đặc biệt mình phải để ý cái này, cái đơn vị người ta là khi mình đúng đơn vị nó đúng tỷ lệ, không mình nhận sai mình không kiểm soát được sai số của nó. Ví dụ như chi tiết này đang để đơn vị mini mà mình mở bằng đơn vị inch, nó sẽ khác. Như vậy thì mình sẽ đổi pin này mini ở trong này, mình sẽ tích vào cái định dạng như này, thì đây nó sẽ có cái định dạng để mình mở. Em chỉ dạy những cái là thật cần thiết cho anh thôi, còn những cái Đấy, mà vậy cho nhanh. muốn dài dài nữa muốn dạy quá lâu về những cái này. Thì đây là dụ dữ liệu này anh đặc biệt phải chú ý, cái này thì em sẽ dạy anh. Bây giờ em sẽ dạy cái dữ liệu điểm ấy thì Em chạy phần 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 vẽ đó đi rồi xử lý xong được. phần kép trước nhá. Cái sơ sơ cái anh như thế giới thiệu qua được, lướt qua được, không cần phải thực hành nữa. Anh cũng mà cái mình cũng học phần cái chơi cái mấy phần mềm kia chứ cũng tương tự thôi, Vâng đấy. hướng dẫn cách qua cái của đi lệnh kia. Thì bây giờ nhá, khi mở cái này em đang để đơn vị in, thì nếu mà mở cái này mở cái chọn import như này thì nó chỉ mở mở riêng cái này thôi. Còn khi mà mở với cái tiêu chuẩn thì mình chuyển sang cái ra giao diện xử lý điểm đó, tự mở cái này chuyển sang cái nắp ghép rồi mình chỉnh sửa cái tinh tẹo. Đây nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn nắp nắp ghép với anh, nó ghép hai cái với nhau á, rõ hơn.
À, như thế này thì để anh sẽ dễ dàng chỉnh sửa hơn. Ví dụ như này, cái như thế này, ví dụ như chọn xóa cái này, ví dụ anh ấn đen thì nó sẽ xóa hết cái này đi. Những cái này là những cái nó đưa vào mình để mình xử lý qua sơ qua, còn nếu mình kỹ hơn thì mình phải vào cái phần này, mình phải vào cái phần này, đây là cái phần để làm kỹ hơn cái dữ liệu của mình. Nhưng mà thường nếu mà mình dựng thì chỉ có những cái bài ví dụ như khách hàng ra yêu cầu auto ấy, hoặc là đúng rồi những cái bài yêu cầu auto thì mình mới cần tỉ mỉ ở cái dữ liệu. Còn khi mà mình dựng cái như thế này rồi thì mình chỉ cần xử lý sơ qua, ví dụ như nó ba via ra của này mình đưa về trong cái phần này, hay là mình làm lấy bức tranh nó chuẩn hơn. Đó, nó phần nó quét mình. Thường thì nếu mà anh không có máy quét ấy, anh có máy bên anh có máy quét không ạ? Không, đang đi thuê rồi. Đấy thì sẽ xử lý cái bước này cho mình, công đoạn này cho mình rồi. Như em làm thì em họ xử lý hết mình rồi. Mình về mình chỉ có ví dụ tùy vào phương pháp mình cần làm thì chỉnh sửa nhiều thôi. Còn không thì mình không cần quan tâm những bước như thế này gì cả. Đấy là Mình cũng cái dạy cái đó chứ nha, tại vì đôi khi sắp tới mua máy thì cũng có biết xài. này ạ. À? Ấy giờ xử lý điểm mà như khi công ty nó mua máy á, sau này khi sắp tới mua máy thì cũng biết mà xử lý chứ đâu phải chứ bỏ Nhưng mà qua rồi đủ như mua cái máy đấy, rồi cái đấy nó đi theo phần mềm anh ạ, rồi đi theo cái quá luôn hả? và nó sẽ đi theo phần mềm xử lý điểm ở riêng này. Thì cái này đâu, vì những cái phần mềm kia đó, em thấy nó mấy cái anh làm anh tối ưu lắm, làm nhanh lắm, nó không giống này nó cũng hơi đấy. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ nhất của mình. Cái quy trình mà làm ấy thì em phải Mà nói em có biết quy trình đo không ta? to gì ạ? Đo mà gì gì hạn như dùng máy mình đo như thế nào, hạn như đo sao cho ra cái chi tiết đó, đo gãy càng tốt chứ không lại đo nhiều vậy, đo mà đo chi tiết thực á, xong ram để ra cái ngược á. Em không hiểu ý của anh. Ý là cách mà mình dùng máy đo để mình đo, hạn như chi tiết đó thì mình đo như thế nào, rồi cái hình dạng cong đó mình đo lấy bao nhiêu điểm để cho nó ra được hình dạng á. Đo đo như thế là đo đo theo máy, là đo theo Thế máy á. cái nó đo CMM nè. Ôi, CMM mà chứ không phải đo máy quét hả? Máy quét thì họ họ quét anh ạ. Quét thì tự quét tự động ra luôn hả? Vâng, máy quét bây giờ nó có nhiều máy quét, ví dụ máy quét laser hay máy quét ánh sáng trắng, nó chỉ máy quét ánh sáng trắng thì nó sẽ chụp như kiểu là chụp anh ạ, nó sẽ ra cái bảng của mình chụp. Còn máy quét laser thì nó sẽ nó quét quét HD. qua để nó lấy những cái mà nó khuất khuất nó thì nó sẽ không thể lấy được, lấy được hết, và nó sẽ thành nhiều cái miếng nhỏ như thế này. Ví dụ như cái này ngày xưa em học ở trường em quét này, nó phải là 10 miếng ghép lại. Ví dụ như một miếng nhỏ như này anh phải quét làm 2 3 lần. Những cái như này là những cái lấy dấu điểm này, lấy dấu này để khi mà mình quét hai cái miếng này khác nhau này, lấy cái điểm chung này để mình ghép lại với nhau. Thế là cái nhược điểm của nó là nó không không được chính xác nữa đấy. Một quét này lâu mày, bao nhiêu lâu? Cái này ạ, Giờ yeah, ừ. nếu thạo thì chắc chỉ tầm nửa tiếng thôi. À. Thạo thì chỉ tầm nửa tiếng là quét được ngon ra ngay. Cái quy trình mà làm đầu tiên ấy thì phải yêu cầu của người khách hàng để mình đưa ra cái phương án hợp lý. Ví dụ như những cái chi tiết mà nó quá khó ấy, thì mình không thể nào mà họ yêu cầu có 1 2 ngày thì mình không thể nào mà ngồi mà dựng được. Vì như thế mình không không kịp chẳng hạn, thì mình phải chuyển sang phương án auto chẳng hạn. Đấy là phương án vừa nhanh lại vừa chính xác, nhưng mà cái bề mặt của nó thì không được quá nhiều vào ấy, vào dữ liệu. Đấy là cái phương án. Xong 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 bây giờ xong rồi. Không anh, sai dung sai phải đạt tầm 0.2 chẳng hạn. Đây Đấy. là
họ yêu cầu cả 0.002 đấy là cao nhất nhiên thực này. Sau khi mà đồng tâm hay đấy thì anh phải bị kép như kép thường ấy, đúng là phương án là còn chung họ yêu cầu đúng sai thì mình phải 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 bám như sai thì mình ví dụ như 3D đó, để mình làm những cái phương pháp ví dụ như nó có được đấy tiếp này với cái lệnh này. Thì cái quy trình mình làm thì mình sẽ in dữ liệu vào này, nhưng mà mình có dữ liệu rồi này, trong đó là anh có dữ liệu rồi chứ em không nói đến cái khâu mà anh đi quét nữa, vì cái đấy có cái trong máy thì mới chỉ rồi nó có ở trong này này, mình cắt đi đi theo máy một bộ phần thì đi theo con máy thì nó mới hiện được, nó mới hiện ra các cái lỗi trình này. Thì bây giờ em đang nói là đặt có dữ liệu rồi đúng không ạ? Anh có dữ liệu rồi, anh có đang nghe em nói không ạ? Ờ, có nghe. Anh có dữ liệu rồi thì anh phải ý nhất là khâu đầu vào phải có dữ liệu rồi này. Thứ hai là anh phải, nếu mà dữ liệu đó chưa được lắp ghép thì anh phải lắp ghép. Thường thì mình khi mà mình đi thuê thì họ buộc phải lắp ghép cho mình rồi. Thì mình không có căn cứ nào để họ khi họ ghép thì họ sẽ có cái điểm để họ lỗi rồi. Cho nên khi mà mình họ đưa dữ liệu cho mình mà những cái mảnh rời đi nghĩa thì mình không biết đâu mà mình lần được. Vì khi mà họ quét thì họ sẽ phải gắn những cái điểm chung vào đấy, có những cái điểm chung. Ví dụ đứng nước ngoài họ làm họ có cả đồ gá, họ có cả đồ gá để họ làm. Họ quét rất là cẩn thận, quét có đồ gá họ đến lúc họ lắp vào rất là nhanh. Ví dụ như Việt Nam thì em thấy mấy cái ông quét ở ngoài Hà Nội ông hay cắt mấy tờ giấy khi nó có cái điểm giấy điểm đấy nó gắn vào đấy để xác định đấy là điểm chung, đến lúc khi nào đưa vào hai miếng rồi chấm ba điểm đấy để làm một điểm chung để gắn hai miếng dữ liệu với nhau. Cái phương án đấy là có dữ liệu rồi thì anh phải bước quan trọng đầu tiên là để đưa vào cái đoạn đấu chuẩn. Bước này là bước quan trọng thì anh không đưa vào được cái chuẩn thì đến lúc anh dựng ra sai rồi, anh dựng theo cái hướng anh được cắt ra sai rồi, nên bắt buộc phải đưa vào được đưa vào đội chuẩn. Ví dụ như thế này, này đang đã bắt đổi vào đội chuẩn của nó đi rồi, như này đây là đội chuẩn này, không chuẩn đấy, chuẩn như thế này. Ừ, cái đội chuẩn thì nó anh phải xoay nó như thế này. Em nói qua về cái phần chuột, anh đã sử dụng cái phần mềm này bao giờ chưa? Chưa, anh mới đọc cái tài liệu mà ông cũng chưa biết gì. Cái chuột bên phải này giữ để anh quay. Cái chuột bên phải đấy ạ, Chuột giữ control để mình di chuyển như này, giữ control chuột phải để mình di chuyển như này. Chuột phải mình quay như này, chúng ta chơi mình di chuyển này. Chuột thì muốn phóng to chút rồi thì năm chuột giữa, phải không? Còn có những cái mà em không chưa nhớ thì đến đâu thì em cứ nói đấy chứ em không phải là giáo viên kinh nghiệm nên em không thể nào thống kê được hết. Đấy cái quy trình đầu tiên là có dữ liệu như này, nó đang ở cái tọa độ rất là lung tung như này. Mình buộc phải đưa về tọa độ chuẩn. Thường thì bên nước ngoài có một vài đối tác của em ấy, một vài chỗ ấy thì họ quét họ đưa luôn cho mình. Còn đâu Việt Nam thì không ai đưa cho mình cả. Không ai người ta đưa cho mình. Mình phải đưa về những cái tọa độ chuẩn như thế này. Bây giờ dạy cái phần này có hơi nhanh không anh? Không sao, bây giờ đi, tại vì phần cái kê mình cũng có năng kỹ thuật mà cũng năng nghiên cứu. Bây giờ thì anh cứ hỏi luôn, em cũng thoải mái luôn. Ok rồi. Anh cứ nói nên em nói mình vẫn hơi chán đấy. Em dạy em nói, em cứ nói. Như toàn độ chuẩn này thì bắt buộc anh phải đưa về chính tâm của cái này.
đúng không? Hay là phẳng để vào tâm của giữa của này, để khi anh xoay ấy, anh có cho nó về hướng chuẩn anh mới xoay được. Không được cảnh này được. Không được. Ví dụ em sẽ đưa một cái mặt về đây, một cái mặt chuẩn về đây, một cái mặt vuông góc với đường chính tâm của nó. Cái muốn muốn chọn cái muốn 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 tạo cái tâm cho cái hình như này, muốn tạo cho cái tâm tâm của cái hình này thì anh dùng cái gì ạ? Cạnh này nó cũng hơi hơi ấy nhỉ, hơi lôm côm nhỉ. Thì em giới thiệu qua những cái công cụ như này đúng không ạ? Ok rồi. Lông cồn đấy. Từ từ quen thôi mà. Cái phần này là phần chính là phần chỉnh sửa dữ liệu anh này. Đây là phần chỉnh sửa dữ liệu, muốn kích đúp, một là kích đúp vào nó, hai là kích vào đấy để vào truy cập phần này. Phần này chính là cái phần này này. Toàn bộ phần này là phần chỉnh sửa dữ liệu. Ví dụ như làm bóng, làm mịn, giảm số điểm, hay là tăng tăng điểm lên, hay là convert nó thành cái gì đấy, hay là offset có chỉnh đưa như đủ đấy. Này để chỉnh sửa dữ liệu điểm này, đây là cái dữ liệu điểm này, ở đây nó có xem bao nhiêu mặt khu này, nó sẽ có những cái dự cao bao nhiêu bề mặt này, đây này. Toàn bộ những cái này này và cái thông số của cái bao nhiêu cái polygon ở đây này, nhưng cái này mình chẳng quan trọng lắm. Mình muốn chị đây là phần toàn bộ chỉnh sửa dữ liệu này, phần thứ nhất này. Cái phần thứ hai là phân vùng dữ liệu, phân vùng dữ liệu để thì cái bước này cũng khá là quan trọng, vì ví dụ như cái hình như thế này này, mình muốn xem nó, mình nhìn thế này thì mình chưa biết là nó gì cầu hay nón, mình có phân vùng máy nó sẽ tự động nó máy nó sẽ tự động nó hiểu cho mình là cái vùng này nó sẽ chia cho mình, ví dụ như cái vùng này này của mình nó là cái hình gì, cái vùng này của mình nó là này của mình nó là hình gì. Khi mà mình đã nhìn được cái vùng này của nó là hình gì này mà cái máy của mình nó chưa hiểu được hết đấy, vì nó hiểu hết đấy, mình sẽ tự mục nó ra tự cầu hay gì như thế này. Cái này là trong trong hép, cái này cái một cái file ví dụ này em lấy trong trong hép này. Các cái dữ liệu này, các cái dữ liệu điểm này anh có nhiều không anh? Có ít lắm lên mạng này kia chứ đây nó chưa cho, tại vì làm được nó mới đưa, sợ đưa mình Em thì em rất nhiều anh, nhưng mà nó liên quan đến phần em làm nên em không muốn đấy. Em lấy toàn bộ là các cái file ở trên mạng với cả ấy. Anh nếu anh có file nào thì em sẽ ấy cho, sẽ làm trực tiếp cho anh cái file đấy, anh yêu cầu file nào thì em sẽ làm đấy. từ từ đã em cứ hướng dẫn cái cơ bản này rồi. Đây này, phần phân vùng dữ liệu của anh nhỉ. Nếu mà anh cái chỉ số này này, cái chỉ số này anh cho càng nhỏ ấy, thì có thể là những cái này nó sẽ không hiểu hết, tức là nó sẽ liền vào với nhau. Anh muốn nó những cái phần vùng này nó cái chỉ số này nó sẽ phân vùng càng kỹ. Nếu cái số này chỉ số này phân vùng lớn thì nó sẽ phân vùng càng kỹ như anh. Đấy là nếu kéo hết như này nó sẽ càng kỹ, nó sẽ chia nhỏ, quá nhỏ. Quá nhỏ ra. Ví dụ như phần này nó như thế này là ổn rồi này. Nếu anh để 65 thì nó ổn rồi. Đấy, kia kiểu ở đây nó sẽ hiện cho anh đây này. Đấy là của phân vùng. Vùng đấy đây nó hiểu cho anh là cái một khối ly vông này. Đây là một công cụ này có.
Thì phân ra như thế này thì anh tặng anh sử dụng mấy cái lệnh tự động của nó thì có tầm 15 phút anh xong như thế này, nó rất là nhanh phần công dụng này. Nếu như mà nó em giả dụ như cái này nó đang ăn lên đây, khi mà công dụng nó đang ăn lên đây thì anh không kiểm soát được cái này, thì cái này nó là do máy làm, anh không thể kiểm soát được cái này nó là cái hình gì được, máy nó làm. Ví dụ như anh muốn là anh muốn cho nó kỹ hơn ấy, ví dụ như đang ăn ra ngoài như này, cái phần này nó đang ăn ra ngoài này thì nó không được chuẩn nữa, mà anh nó chỉ ở tầm vùng này thôi. Giảm nó xuống, anh đã quét đây là vùng lựa chọn của nó này, là mức Atom 2 để ẩn cái vùng bầu đi, Atom 2 để vùng Atom 1 là để ẩn dữ liệu. Đây là các phím cơ bản, Atom 0 là ẩn mặt phẳng, hiện mặt phẳng. Atom 0 này để hiện mặt phẳng, còn Atom 1 là để ẩn dữ liệu, Atom 2 là để ẩn vùng mặt phẳng, vùng phân vùng. Cái gì Atom 4 không là mặt phẳng này, ẩn và hiện mặt phẳng này. Can thứ một là ẩn dữ liệu này, can thứ hai phân vùng này, màu phân vùng này. Thì những cái phân vùng như thế này thì em sẽ nói kỹ cho anh ở cái video sau. Anh nhớ là mấy tin tắt không ạ? Được. Mấy đó thì có gì đọc thêm tài liệu. Đó thì nó có mấy cái feedback, ví dụ nó feedback của nó thì là Ctrl cộng với 1 2 3 4 5 6 7 8 nhớ kéo thì dài đến 9 nữa. Ok. Những cái từ 0 đến 9 là những cái feedback để sử dụng đọc cái những đọc trong cái tài liệu nó cũng có mà. Khi mà anh phân vùng ấy thì nó sẽ ra những cái như thế này cho anh này. Đó, cái video này thì tác dụng của nó, tác dụng của phân vùng này, cái vùng này để anh nhìn được cái vùng này là vùng gì, nhưng mà vùng này nó là cái mặt gì, cái này là gì. Căn cứ anh sẽ sử dụng những cái phương pháp tự động của nó này ở đây. Toàn bộ bên này là cái vùng em đang nói đến phần mét này và phần phân vùng này. Đây là phần pon này, khi mà quét ra những dữ liệu, khi quét ra dữ liệu nó sẽ để dữ liệu là pon root này, để dữ liệu nó không để dữ liệu mét cho anh mà nó sẽ để dữ liệu này. Đây là hai loại dữ liệu của nó. Phần này nó ít công cụ lắm và hầu như là ở cái này nó không 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 thể làm được hài lòng mình được hết, là nó em phải chuyển dụ khách hàng vào gửi thì em phải chuyển chuyển sang thì chuyển sang trong keo magic để em làm. Ví dụ như thế này anh sẽ thấy là nó là cái hiệu gì. Đây là dữ liệu pon của nó này, cái dữ liệu này trong này nó có nhiều công cụ hơn, đấy là cái dữ liệu của nó. Còn đây là dữ liệu mét của anh,
hầu hết ở Việt Nam người ta sẽ đưa sang cái dữ liệu này, rất ít họ làm được cái dữ liệu như này. Công cụ này là công cụ chỉnh sửa dữ liệu này, công cụ này là phân vùng dữ liệu này, công cụ này là công cụ để convert từ cái dữ liệu bọc sang dữ liệu mét này. Cái phần này là cái phần mesh sketch này là sẽ để lấy sketch theo dữ liệu mesh, sketch theo dữ liệu mesh. Còn cái phần sketch này thì là sketch bình thường như các cái phần mềm 3D CAD bình thường thôi, có các công cụ như này thôi, như này thôi. Đấy là cái đầu tiên. Cái phần 3D mesh này, cái phần 3D mesh sketch này thì nó rất là hay. Nó không như mấy cái như Pro mấy ấy, là cái này nó tự do, nó bám cực kỳ là chuẩn, vẽ kiểu gì nó vẫn bám được nhiệm cho mình, vẫn bám được nhiệm. Phần này nó rất là tự do, em thấy phần này là phần này khá mạnh. Phần mạnh nhất của nó chính là cái phần nó khác với người khác, khác phần người khác là nó sẽ lấy được dữ liệu mét này theo cái này, tức là nó sẽ hiện ra cái này, hiện ra những cái đường như này cho mình. Nên như này. Còn những cái phần mềm khác ấy thì ví dụ như em là ít như của anh, nhưng mà ví dụ như Pro ấy hay là Radio ấy thì anh phải cắt đường như này, đấy cái đường như này, xong rồi anh mới dựa vào cái đường như này để anh lấy cái vẽ, đó chính là như thế này, anh phải dựa vào những cái đường như này để anh vẽ. Trong cái thằng ra nó có hơn cái thằng khác là nó có cái phần vẽ lấy được này, tự nhiên nhanh rất là nhanh, chỉnh sửa lại một ít là nhanh. Đó là cái hơn của cái phần này này thôi. Phần S này là bán theo dự bán S này. Phần 3D sketch này là phần 3D để bám vào cái dữ liệu 3D, bám vào cái dữ liệu kép như thế này. Em không nhìn được màn hình của anh đúng không anh? Ví dụ 3D thì nó sẽ bám vào đây. Cái này nó khá là tự do. Và cái này nó phụ thuộc khá nhiều vào mắt. Nó không có cái công cụ để kiểm tra độ cong hay là nó uốn lượn ra sao như các cái phần mềm CAD cao cấp khác. Nhưng mà ở đây nó chỉ quản lý theo như kiểu là theo mắt của mình ấy. Mình nhìn đẹp thì nó ấy thôi. Nó không có cái công cụ để phân tích như kiểu các cái phần mềm Solid hay là Creo như của mình được. Cái này nó hầu hết là dựa vào mắt. Những cái như phần mềm cao cấp thì nó em thấy là nó hay có cái công cụ. Còn là các cái phần các mô đun chính ở đây. Còn những cái phần như thế này, những cái phần như này chính là cái phần để làm kép, toàn bộ những phần này để phần làm kép như cái phần làm kép như thế này. Đó và cũng phần lạnh, ví dụ như Xchut này, Ribbon này, Sweep này, hay là phần lốp này, đây là phần offset này. Đó cái lạnh, nhưng mà em thấy ở cái phần này nếu anh làm Solid thì hầu hết là cái tính nguyên tắc dựng hình của cái nguyên tắc làm kép của cái phần này nó y hệt như Solid luôn. Tất cả những cái lệnh từ offset đến nó đều có các công cụ, các cái tùy chọn giống như của Solid, rất là giống của Solid, nó không khác với nó. Nói qua một cái ví dụ như cái phần mềm của nó hợp thằng đang form thì nó kém rất nhiều vậy, nó không giống như cái phần mềm đấy. Ví dụ như em đợt trước em đọc là phần mềm này nó cần kem của nó, cần kem để cần cốt để tạo nên cái phần mềm này là nó cùng với lại thằng NX
cùng với là thằng Philip, nó rất là hợp. Hai thằng đấy là cực hợp với cái thằng Redform này. Còn GV có cái thằng Pro là nó không thích. Anh mà xuất dữ liệu anh làm trên này, anh xuất sang khách hàng anh dùng Pro, anh mà họ bắt bắt anh convert sang Pro mà file phức tạp thì anh ố. Nó rất là khó.